chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2020 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra phía đông, ảnh hưởng của nó đến các tỉnh miền Bắc giảm dần. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 4 tháng 1, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc có sự phân hóa. Ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam của khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế, thời tiết chủ đạo là nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Vùng ven biển, đêm và sáng có nơi có mưa nhỏ. Nền nhiệt cả ngày lẫn đêm đều có xu hướng tăng nhẹ thêm từ 1 đến 2 độ. Ở khu vực vùng núi, nhiệt độ tăng lên từ 15 đến 17 độ. Còn ở các tỉnh vùng đồng bằng, nhiệt độ dao động từ 17 đến 18 độ. Còn trong ngày, nền nhiệt ở phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng dần từng ngày. Cao nhất trong ngày mai là từ 21 đến 24 độ, đến ngày mùng 4 đạt mức là 23 đến 26 độ. Đối với các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ít chịu tác động của gió Đông Nam ẩm, vì thế trời sẽ chuyển nắng nhẹ về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong 3 ngày tới lần lượt là 22 đến 25 độ, 23 đến 26 độ và 24 đến 27 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn, tiết trời khá ấm áp. Trong khi đó, về đêm và sáng, nhiệt giảm xuống khá thấp, dao động từ 14 đến 17 độ, có nơi thấp hơn, trời rét vào thời điểm này. Còn đối với các tỉnh miền Trung, trong khoảng hôm nay và ngày mai tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc từ khối khí lạnh thổi vào, điều kiện đón gió địa hình và gió đông. Vì thế, các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên vẫn có nơi có nhiều mưa, trong đó có khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Dự báo là sang đến ngày 4 tháng 1 khi mà không khí lạnh và nhiễu gió đông yếu đi hẳn thì miền Trung mưa sẽ giảm xuống còn vài nơi, nền nhiệt có xu hướng tăng như là từ khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt ngày mùng 2 sẽ là từ 21 đến 24 độ, sang đến ngày mùng 3 sẽ tăng lên ở mức là 22 đến 25 độ và đến ngày mùng 4 tháng 1 tăng lên là 23 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt của 3 ngày tới sẽ có sự phân hóa. Dao động là từ 23 đến 27 độ ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, còn từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết của những ngày đầu năm 2020 chưa có nhiều biến động. Đêm không mưa, ngày trời nắng, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực Tây Nguyên là từ 17 đến 20 độ, trời rét, còn ở Nam Bộ là từ 22 đến 25 độ. Sau đó vào ban ngày do có nắng sớm nên nhiệt độ tại Tây Nguyên sẽ tăng lên ở mức là 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn, trời oi nóng vào thời điểm ban trưa. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới trong các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 1, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ trưa chiều lần lượt trong 3 ngày tới là từ 22 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét. Còn ban ngày trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần từng ngày, cao nhất trong 3 ngày dao động trong khoảng từ 21 đến 26 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 2 tháng 1 có mưa ở khu vực phía Nam, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, còn ban ngày trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 21 đến 24 độ, đến ngày 4 đạt mức là 23 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 2 tháng 1, khu vực phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 4 tháng 1, mưa giảm còn vài nơi, với nhiệt độ dao động từ 23 đến 27 độ ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Còn từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 1, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 1 đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng với nhiệt độ trưa chiều từ 31 đến 34 độ. Đến với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét. Còn ban ngày trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần từng ngày, cao nhất trong 3 ngày tới là từ 22 đến 24 độ, 23 đến 25 độ và 24 đến 26 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động.
Còn đối với khu vực Nam của Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có mưa vài nơi, ngày nắng. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc ở vùng biển phía Tây vẫn ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ ngày mai, gió sẽ giảm dần. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.